tôi không thể học một cái điều gì ngoài đức tin để có thể theo Chúa và làm việc với Chúa. Nếu theo Chúa mà không có đức tin thì giống như chúng ta theo một lãnh tụ tôn giáo nào đó. Nếu hầu việc Chúa, làm việc Chúa mà không có đức tin thì giống như là chúng ta đang làm việc cho một cái công ty mang một cái tên dưỡng màu tôn giáo. Cho nên tất cả mọi điều bước đi của chúng ta với Chúa, phục vụ Chúa, làm việc cho Chúa mà chúng ta thường quen thuộc với ba cái từ là hầu một việc Chúa thì nó đặt trên nền tảng của đức tin. Sáng nay chúng ta lại một lần nữa trở về đức tin qua sách Các Thẩm Phán đoạn 7 câu 1 cho đến câu 9. Chúng ta thấy trong câu chuyện này có hai cuộc sàng lọc. Cuộc sàng lọc nhất thì chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta thấy từ câu 1 đến câu 3 là ông Zerubbabel, tức là ông Gideon đó, chuẩn bị để đánh dân Madian, là dân đang chống lại cái dân Israel. Và tất cả ông lính của ông dậy sớm, và chúng ta thấy những người dậy sớm là những người mạnh. Thường mà hồi 5 giờ sáng mà ai dậy sớm mà vào trong Zoom cầu nguyện là những người mạnh, tôi dám nói chắc. Cho nên đoàn quân này gọi là đoàn quân mạnh đi đến đóng trại lên suối Harod, còn dân Madian thì đóng trại ở phía bắc trong thung lũng. Cái cuộc dàn trận này nó rất là chặt chẽ mà quân Madian rất đông. Nhưng mà Đức Giê-hô-va lại phán với ông Gideon là số người theo con đông quá, ta không phó dân Madian vào tay họ đâu, kẻo Israel khoe khoang tự phụ rằng chính tay tôi đã giải cứu tôi. Vậy bây giờ hãy truyền lệnh này cho quân lính, ai sợ hãi run rẩy hãy sớm rời khỏi núi Galaad và trở về nhà đi. Vậy có 22.000 người trở về, còn 10.000 người là lại. Trong cái cuộc rà soát nhất thì Đức Chúa Trời, chúng ta luôn luôn nghĩ về Chúa thử nghiệm đoàn quân. Nhưng mà hôm nay tôi muốn thưa với quý vị rằng Chúa đang rà soát đức tin của chính Gideon. Trước đây đoạn thánh này đã học rồi và luôn luôn tôi giảng là Chúa đang chuẩn bị những người lính. Nhưng mà thật sự hôm nay thì Chúa đang thử nghiệm đức tin của chính Gideon là người cầm quân. Có người cầm quân nào mà trong tay đang có 32.000 quân mà bây giờ đùng một cái chỉ còn 10.000? Người tướng lãnh đó có rúng động không? Xuống hơn một phân nửa. Thấy đây là điều quan trọng cả hai mặt. Còn những người lính thì ai sợ, ai run, về đi, không ép. Cái động cơ mà họ đi theo Gideon là một động cơ tốt. Những người mà đi theo Gideon 32.000 người, bỏ cha mẹ ở nhà, vợ con ở nhà, bỏ cuộc sống ấm êm ở nhà để theo Gideon ra trận và phải đối diện với cái chết. Không thể nói họ là người sống được, không thể nói họ là người yếu được. Nhưng mà trước cái sự sàng lọc của Đức Chúa Trời, 22.000 người đã bị lộ. Cái điều sâu thẳm ở bên trong họ bị lộ ra. Họ có sợ, mà tại vì phải đi thôi. Họ có sợ, có run, nhưng mà tại vì thời cuộc bắt buộc cho nên phải đi. Và chúng ta thấy ở đây nó có một cái sự sàng lọc đặc biệt, nó đụng vào bên trong của một người. Có những con người theo Chúa vì đám đông, có những con người theo Chúa vì đông vui, có những con người theo Chúa vì người ta đi lên đông quá, giống như mùa Giáng sinh vậy đó, lên đông quá rụng lên cho vui. Nhưng mà về nhà nghe nói chứ bây giờ lần á công an bắt á, sợ bỏ ở nhà. Và những tín hữu đó dường như chỉ xuất hiện vào những mùa Giáng sinh. Rồi có một cái gì đó, nó có cái trại hè đông vui tham gia. Hội thánh tổ chức một cuộc leo núi đông vui đi. Hội thánh tổ chức một cuộc cắm trại bên biển, đi biển đông vui đi. Chúng ta thấy rằng
trong một thoáng chốc mà người tướng lãnh đứng nhìn đội hình quân của mình đang rần rần rộ rộ đang vác bao vác bị để cùng ra trận với mình 32.000 người, rồi một cái trong thoáng chốc người ta lui đi hết 22.000. Tâm trạng của người dẫn sĩ ấy như thế nào, tâm trạng của cái người mà chuẩn bị cầm quân ra đi như thế nào, nó tự nhiên xuống dữ vậy, còn đi ở đây hiểu gì, đang ngồi đầy phòng tự nhiên đồng loạt đi hết 2/3 phòng đi ra khỏi cửa, tôi đứng để chứa giới của mình giảng dạy xong tao bỏ đi hết trơn, giảng nổi nữa không hay là lòng chuồng lại, chỉ còn lại có vài người ngồi còn nhiêu bao nhiêu thế, người giảng có đủ sức mạnh để giảng. Thường thì anh em mà nghe mình ngồi đóng hết đóng tràn ra ngoài cái mình thêm hưng phấn la dữ la lớn hơn, tại vì bữa nay đông quá nhiều người ái mộ mình tới nghe mình giảng, mình đi giảng đâu cũng có anh em theo đông quá thích quá mạnh lên giảng hơn, nhưng mà mình đang giảng đi chừng cái đồn cái thôi đi luôn đi hết liệu còn sức để giảng. Chúa đang thử nghiệm đức tin của chính khi đi Chúa thử nghiệm đức tin của đoàn quân mà Chúa cũng thử nghiệm cả những người đang cầm quân nữa, thưa anh chị em. Và nếu đức tin của Gideon dựa vào quy mô của đạo binh thì đức tin của Gideon rất yếu khi mà ông được Đức Chúa Trời sử dụng. Và cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã cho cái người tướng lãnh này biết lý do mà ông phải giảm số lượng của đạo binh, vì Ngài không muốn quân lính khoe khoang nếu họ thắng được dân Media. Họ sẽ nói rằng tại vì quân ta đông, quân ta hùng mạnh thì ta đã thắng thôi, ta có cần ai trợ giúp, ta đông là ta thắng, ta mạnh là ta thắng, mạnh thì thắng yếu thua, mạnh sống yếu chết, đó là cái luật của trần gian. Và Đức Chúa Trời đang phá bỏ cái luật đó để đưa người ta vào trong luật của thiên đàng, luật của đức tin, luật của Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài đang muốn đưa chúng ta vào luật của Chúa, và đôi khi chúng ta lại lấy luật của con người để lấn át luật Chúa ngay trong cuộc đời của chúng ta. Luật của con người là nhà cao cửa rộng, luật của con người là hội thánh phải đông đúc, luật của con người là chúng ta phải có sức bọt dồi dào từ nước ngoài, luật của con người là chúng ta phải có nhiều tiền, luật của con người là hội thánh phải có xe, có nhà, có cơ sở vật chất rầm rộ, luật của con người là chúng ta phải có một cái gì đó mà con mắt của đời thường nhìn vào phải nghiêng đầu ngã nón cho chúng ta. Mà luật của Đức Chúa Trời là sự ích, luật của Đức Chúa Trời là đường hẹp, luật của Đức Chúa Trời là không phải luật của chúng ta, luật của Đức Chúa Trời là như vậy. Nếu có một lúc nào theo Chúa trong cuộc đời của chúng ta bắt đầu thành hình lên cái luật nào đó của chính chúng ta thì chính đó là lúc mà chúng ta cần phải được Đức Chúa Trời phá vỡ nó. Cho nên cuộc đời theo Chúa cần được phá vỡ mỗi ngày, phá vỡ mỗi ngày. Ví dụ như bây giờ tôi nói rằng người mà theo Chúa mà đầy dễ thánh linh là không có được bệnh, không có được bệnh. Và nếu mà tôi công bố câu đó ra trở thành luật của chính tôi, Đức Chúa Trời cho tôi bệnh ngay lập tức, để tôi hiểu như thế nào là luật do chính tôi đưa ra cho chính bầy chim của mình. Nghĩa là chúng ta phải được Chúa phá bỏ từng ngày một ngày để đưa chúng ta vào đức tin. Có ngã xuống thì có đức tin mà đứng lên chứ. Không ngã xuống nào cũng đứng dẫn dạng cả thì có kinh nghiệm gì về cái sự đứng lên, phải không ạ? Kinh nghiệm của người ngã ngựa nó khác người ngồi lẫm liệt ở trên lưng ngựa. Kinh nghiệm ở trên người ngã ngựa và được vượt dậy nó khác với người luôn luôn ngồi chém chệ trên lưng ngựa hết trận này đến trận kia. Và đó chính là cái bài học cho Gideon. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ông đã biết được lý do rồi, biết lý do mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông. Và chúng ta khi chúng ta phục vụ thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta có thể giải thích được tất cả mọi điều đang xảy ra trong chức vụ của chúng ta thì đó chính là ý kiến, nó ý muốn của chúng ta chứ không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta yếu đuối đó là lúc chúng ta mạnh mẽ. Ở trong câu lên tôi nhất đoạn 2, 12 câu 10 nói như vậy. Như vậy thì
nhìn trên số đông thì bây giờ thấy video bắt đầu yếu đây nè, từ 32.000 hoặc có 10.000. Vấn đề hiện nay là cái người sợ hãi run rẩy lại đòi ở lại trong quân ngũ. 32.000 mà sợ hãi run rẩy hết 22.000 đi về rồi, giờ còn lại 10.000 đòi ở lại. Và như vậy thì cái sự cắt giảm này, cái sự sàng lọc trong cái hàng ngũ của giáo hội đối với những người sợ hãi run rẩy là một cái mối lợi lớn. Nếu ngày hôm nay chúng ta thấy tại sao tín đồ theo Chúa càng ngày càng thưa dần thì đừng có nghĩ đó là tiêu cực, tôi nghĩ tích cực. Tại vì là người theo Chúa cần phải loại dần những người sợ hãi ra, cần phải loại những người run rẩy hèn nhát ra. Người theo Chúa phải là những người can đảm. Như vậy 10.000 người ở lại là người can đảm đúng không ạ? Can đảm. Thế mà Đức Chúa Trời lại cũng chưa vừa lòng, Chúa cắt giảm thêm một lần thứ hai nữa. Số người vẫn còn đông quá, hãy dẫn họ xuống mấy nước rồi ta sẽ thử nghiệm họ tại đó. Nếu người nào con rằng nó hãy đi với con thì nó sẽ đi với con, còn người nào ta phán với con rằng nó chớ đi với con thì nó đó sẽ không được đi. 10.000 người can đảm, tôi không run rẩy, tôi không sợ hãi, tôi sẵn sàng đi với ông và sẵn sàng chết với ông. Vợ con tôi ở nhà không quan trọng, cha mẹ tôi ở nhà không quan trọng, ra trọng rồi là chỉ nhìn hướng đằng trước thôi, tôi không ngoái lại đằng sau. Hồ đây là những dũng sĩ rồi còn gì nữa. Vậy mà Đức Chúa Trời lại lên một chương trình sàng lọc đối với những người can đảm, mạnh mẽ, không sợ hãi run rẩy đó một lần nữa. Và cái sự sàng lọc của Ngài rất kỳ, rất kỳ. Rồi Chúa nói trong câu 5 rằng vậy ông dẫn quân lính xuống mé nước, Đức Chúa Trời ra phán với Gideon. Cái vấn đề quan trọng đây là Đức Chúa Trời luôn luôn phán với cái người mà Ngài muốn, Ngài muốn sử dụng, chứ không phán với đoàn quân. Tất cả những người dùng lưỡi nghiến trước như chó và những người quỳ gối xuống mà uống thì con phải để riêng ra. Số người bụng nước trong tay và đưa lên miệng liếm là 300, số người còn lại đều quỳ gối xuống mà uống. Bây giờ Đức Chúa Trời phán cái video, ta sẽ dùng 300 người đã lấy nước mà giải cứu các con, và ta sẽ phó dân Madian vào tay con, còn tất cả người khác hãy quay trở về nhà mình. Lần sàng lọc thứ hai mất hết 9.700 người. Sự sàng lọc rất kỳ lạ. Bây giờ cái cha xuống có suối uống nước, chúng ta sẽ nghĩ trên cái nhân sinh quan bình thường của chúng ta là cho ra đấu kiếm, cái nào giỏi ở lại, cho ra bắn cung, cái nào bắn như chúng hồng tông thì giỏi ở lại không, hay là thi cử ngựa, hay là thi cử tạ, cho đến nào mạnh ở lại. Đằng này chỗ uống nước mà đứa nào mà bụng nước lên, đưa lên miệng liếm như chó, Kinh Thánh dùng cái từ tôi xin phép được lập nguyên từ Kinh Thánh, nghe nó hơi thô thiển, mà Kinh Thánh dùng cái từ là liếm như chó thì để lại. Còn những người mà cúi xuống uống ực đó cho về, lạ không? Ở đây nó có một cái sự phân tích rất là lạ lùng. Một lần nữa chúng ta thấy video xin phép tôi cũng nói về đức tin của video từ 32.000 xuống còn 10.000, rồi từ 10.000 xuống còn 310, còn đủ sức, đủ can đảm để ra trận hay không? Chú ơi, chú muốn đưa con vào chỗ chết hay sao vậy? 32.000 quân, con rất hạnh phúc vì con có những chiến sĩ tuyệt vời như vậy. Rồi chú lấy của con hơn phân nữa, rồi cuối cùng chú cũng lột sạch hết, đứa thôi. Chúa đưa con vào chỗ chết hay sao hỏi Chúa? Đó chính là sự rèn thử đức tin. Gideon có bằng lòng làm theo lời phán của Chúa hay không? Và có một điểm lạ là ông này cứ hết làm. Trời này nhìn vô giống người ngu hả? Tướng gì đâu mà không có muốn đánh đấm gì. 32.000 mà còn 300. 32.000 mà còn 30 nữa là còn 28 tháng 9 thì còn ráng. 32.000 còn 300 mà.
cái sự thử nghiệm của Thiên quá lớn. Mà tôi nghĩ rằng Thiên là một con người vô cùng đặc biệt. Đức tin của ông phải là một cái mẫu mực cho chúng ta ngày hôm nay. Quên mất rồi, còn 300 người thôi. Bây giờ ra sao đây? Và chúng ta cảm ơn Chúa cái sự sự sàng lọc thứ hai mà Đức Chúa Trời, chúng ta không bao giờ biết Đức Chúa Trời đang thử nghiệm chúng ta qua một cái kinh nghiệm bình thường nào đó. Có nghĩa là chỉ có một mình Gideon biết là Chúa đang thử nghiệm, còn 10.000 người kia không hề biết gì hết. Và họ sẽ rất ngạc nhiên khi Gideon bảo họ đi về. Họ sẽ ngạc nhiên lắm. Ủa sao vậy? Sao vậy chủ tướng? Sao tôi lại về? Tôi đâu có sợ hãi, tôi đâu có run rẩy đâu. Tôi sẵn sàng sống chết cho ông mà. À, thôi anh về. Họ ra về đúng sự ngạc nhiên. Ngày hôm nay sẽ có nhiều cơ đốc nhân không được chọn trong sự ngạc nhiên. Ngày hôm nay có nhiều người theo Chúa, nhưng ít người được chọn. Mà những người mà theo Chúa đó, họ sẽ vô cùng ngạc nhiên vì sao tôi không chọn. Tại vì Chúa đang sàng lọc họ không biết. Anh em có tin rằng Chúa đang sàng lọc anh em qua một lời nói của một sơ sai anh em làm gì đó mà anh em thấy rằng tôi có như thì giờ đi làm? Anh em có tin rằng Chúa đang sàng lọc anh em ở những cái điểm mà anh em không bao giờ ngờ tới? Thời gian qua thì tôi có học chung kinh thánh một buổi sáng với anh em, và tôi được Đức Thánh Linh nhắc cho tôi một câu. Anh chị em mở sáng ký đoạn 24 câu 21. Người lạy đó cứ làm lễ nhìn cô gái để xem nếu xưa có ai có làm cho chuyến đi của mình thành công hay không. À, phải lược câu chuyện này chút xíu chứ sợ có một số người không hiểu. Nếu ai hiểu rồi thì tôi xin lỗi. À, đây là câu chuyện mà ông Abraham sai đầy tớ của ông là ông Eliezer đi tìm vợ cho con trai của mình là ông Isaac. Và ông đầy tớ này, ông đi tìm vợ cho con trai chủ mình bằng cách là cầu nguyện xin Chúa cho con có một cái dấu. Là Chúa ơi, khi có nhiều cô gái dễ thương, cô nào cũng đẹp trơn á, con biết ai là người con sẽ chọn đem về cho chủ con làm vợ đây. Con xin Chúa cho con cái dấu hiệu. Nếu mà con tới cái đám phụ nữ đó, tiếng nữ đó đó, mà cô nào đó cổ ra cổ lấy nước, cô cho con uống, mà cổ cũng cho mấy con lạc đà của con uống nữa, thì cô đó là người mà Chúa chọn cho con của chủ con, mà con của chủ cũng là chủ luôn á. Ông xin như vậy, ông xin như vậy, cho nên khi ông đến gần mấy cô gái thì người ta mô tả này, mà người ta mô tả là ông còn nguyện xong thì ông còn nói chứ này, con đứng cạnh giếng nước và các cô gái của dân trong thành sẽ ra đây múc nước. Ông đứng ở cạnh à, rồi khi con nói với cô gái nào rằng xin cô vui lòng nghiêng vò cho tôi uống một ngụm nước, mà cô ấy trả lời rằng xin mời ông, tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa, thì đó chính là người mà Chúa định cho Isaac ngày tới ngày. Qua việc này con sẽ biết rằng Chúa đã tỏ lòng nhân từ đối với chủ con. Thì thấy ông ngày tới là tuyệt vời, xin Chúa cho một cái dấu. Và bắt đầu ông đứng đó ông xin nước. Và cuối cùng thì có một cô gái nói rằng, trong câu 18 có cô gái nói rằng thưa Chúa xin mời ngài uống nước. Thì Chúa đang phải Đức Chúa Trời mà là chủ, thưa ông chủ xin mời ông uống nước. Rồi cô vội vàng hạ vò nước xuống tay và cho ông uống. Sau khi cho ông uống, cô nói tiếp tôi cũng sẽ múc nước cho mấy con lạc đà của ông uống nữa, chúng sẽ uống cho đến khi nào đã khát mới thôi. Quý vị biết là một cô gái yếu đuối mà phải múc nước từ dưới giếng lên, đổi cái chân rồi đỡ cái chân nó lên đầu. Tại vì người Trung Đông họ không gánh nước như Việt Nam, mà bên này cái thùng, bên này cái thùng, rồi để cái đầu gánh tôi gánh. Nhưng mà họ luôn luôn đổi cái chân nước ở trên đầu, đổi trên đầu. Và khi đỡ chân nước lên đầu rồi, gặp cái ông nó xin cho nước, cô đó biết đỡ cái vò nước xuống, nghiêng cái vò nước cho cái ông này uống. Xong rồi thì nói tôi sẽ cho lạc đà của ông uống được. Cực lắm, làm như vậy thì công nhiều lắm. Đã công trình mình múc nước lên, đổ lên đầu, bỏ xuống cho uống. Nó nói lên điều gì? Nó nói lên cái sự siêng năng
tử tế, cái lòng từ tâm của cô gái và cái công chịu khó của cô này. Thế cả người khác thì ông nào ông múc bốn lớp mới xin nước làm bạn. Tôi phụ nữ tay yếu nhưng mà ông có múc bọn uống phải không? Mấy cô gái đời này mà tới xin gào đó tới móc uống móc mới xin tôi ông nào ông với bộ phải không? Mà cô này lạ lắm. Chúng ta đọc câu 21, người đầy tớ cứ lặng lẽ nhìn cô gái để xem Đức Giê-hô-va có làm cho chuyến đi của mình thành công hay không. Người đầy tớ cứ lặng lẽ nhìn cô gái để xem Đức Chúa Trời hoàn thành cái điều mà Ngài đã, mà mình đã cầu nguyện với Ngài hay không. Chúng ta không biết, cô gái này không biết là trong đời sống của cô, cái hành động của cô đó nó đã lọt vào tầm ngắm của Đức Chúa Trời rồi. Cô gái này hoàn toàn không biết. Cô gái này không biết là cái hành động đó của cô đã đưa cô vào vị trí sẽ lấy một chàng đẹp trai, một linh đầy dễ ý như Isaac, một cái dòng dõi tinh tấn của Isaac. Cô gái này không biết rằng cô sẽ được phúc phước và trở lại làm vợ của một người con trai rất là tuyệt vời. Cô không bao giờ nghĩ ra. Cô gái đồng ý. Có những lúc mà Đức Chúa Trời cũng lặng lẽ nhìn chúng ta. Lúc mà những vị mục sư rồi lãnh đạo quý vị cũng lặng lẽ theo dõi quý vị. Trong lúc làm, trong lúc ăn, trong lúc nói, trong lúc gây lộn với nhau, tôi cũng nhìn ra anh nào bánh xăm. Trong lúc làm vệ sinh phòng nhớ, tôi cũng nhìn ra anh nào sao sao. Trong lúc học kinh thánh, trong lúc lau nhà, trong lúc dọn vệ sinh, nó phát hiện ra. Cứ lặng lẽ nhìn thì sẽ biết anh nào sẽ làm việc gì trong tương lai trong một tháng, nếu anh đó tiếp tục ghi bài trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Thật sự như vậy thưa quý vị. 10.000 người can đảm run rẩy sợ hãi không biết mình đang bị sàng lọc lần thứ hai. Họ chắc mỏng tôi là người mạnh rồi, mấy kia nó yếu nhát cổ nhát thấy như thế trơn rồi, mình ở lại mình ngon. Ai cũng tưởng mình ngon, ai cũng tưởng mình mạnh, ai cũng tưởng mình hùng dũng lắm rồi, nhưng mà không ngờ họ đang bị sàng lọc một lần nữa. Mà họ bị sàng lọc được rất là đau. Qua cách uống nước thôi. Họ không sàng lọc bởi trí thức, họ không được sàng lọc bởi trí khôn, họ không được sàng lọc bởi tài ăn nói, họ không được sàng lọc bởi kỹ năng thần học, họ không được sàng lọc bởi kinh nghiệm chiến trường, họ không được sàng lọc bởi gia đình dòng dõi quý phái yêu mến Chúa, họ không được sàng lọc bằng tháng năm kinh nghiệm theo Chúa, nhưng mà họ bị sàng lọc chỉ uống nước mà thôi. Đó là điều đau đớn nhất mà tôi muốn tôi và quý vị cúi xuống trước mặt Chúa ngày hôm nay. Điều sa mạc vô cần sỏi đá, khi nhìn thấy một dòng suối mà được lệnh của chủ tướng là anh em ơi uống nước đi, là ào xuống, vụt đầu xuống, người hốt nước lên mặt nóng quá, bận trang phục của người lính nóng lực lắm, có chịu đâu. Đa số là vụt đầu xuống nước cũng uống ẩn, uống như đã khác. Nhưng mà có một số người lại không uống như thế, mà lại hốt nước lên ngay và cúi xuống lên. Một số nhà giải kinh cho rằng khi mà cầm nước trong tay uống thì con mắt cũng còn nhìn được qua bên kia suối và cũng có thể nhìn được địch quân nó núp đâu. Ở trong chiến trận thì luôn luôn phải tỉnh thức. Ở trong chiến trận thì luôn luôn phải như là những chiến binh rất là nhanh nhạy. Và cái ào xuống mà bụng đầu xuống nước thì nó bắn xuống thì chết hết dưới suối. Nhưng mà đây chúng ta biết rằng 10.000 người thì không thể ào xuống một lượt nữa. Cái là chúng ta phải suy nghĩ đến cái thực tế của một đoàn quân có thể họ xuống từng tớp. Từng tớp thì đúng. Nhưng mà người nào bóc nước lên uống chậm rãi, uống từng hớp trên miệng thì được chọn. Ở đây chúng ta có thể làm chết bản ngã trong một cái sự thèm muốn. Trong cơn khát thì anh thèm uống nước. Anh em đang đi ngoài đường nắng đổ lửa, ai đưa lính bóng hay là về nhà mở cái lạnh ra cầm cái chai chưa kịp đổ ra ly cầm chai tu luôn, tại khát lắm. Lúc mà đang đi nóng khát như vậy ai để chúng ta chai nước, không bao giờ chúng ta nhắm nháp hết trơn á, nhắm nháp chỉ dùng cho cái ly cà phê đúng không, không có ai nhắm nháp nước hết trơn, nước uống hết, tại vì nhắm nháp cà phê đâu, cà phê là hết hết để xuống, hết để xuống. Nhưng mà ít
ăn nhấm nháp nước nữa, đó. Nước thì không nhấm nháp, nước thì uống mà không nhấm nháp nước. Mà những người này họ nhấm nháp nước, thưa quý vị, có nghĩa là họ đang kiểm soát được cơ khát của họ, họ đang kiểm soát được cái đòi hỏi của thân thể họ. Và khi họ kiểm soát được họ thì họ kiểm soát được xung quanh. Ai thắng được lòng mình còn hơn là dẫn sĩ chiến lược thắng và cái ước muốn của mình. Người thích gái đẹp, nhìn gái đẹp khoái quá, nhà người ta hắn ta và nhất định phải đem cho cô đó tới nhà thờ cho được ngồi cạnh bên tôi, tôi thỏa nguyện, tôi thích cái cô nào. Người thích mặt đẹp, làm cho mua cho đúng cái áo treo trong cái shopping mà phải đi ngang mà tôi phải mua cho đúng cái áo, nó thích quá. Tôi cũng đã từng là người như vậy, thích quá. Nhưng mà xưa tôi không có tiền nhiều, tôi thích cái áo đó cho mình đến nỗi mà tôi nói cho tôi phải quyết định tôi dành đủ tôi mua cái áo. Tới khi tôi đủ tiền rồi cái áo là tôi mua mất, hoặc tới khi tôi đủ tiền thì cái áo đó bị đề mốt mất rồi, không còn mốt gì nữa. Tất cả những cái ảo vọng trong cuộc đời chúng ta nhiều lắm, nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể chặt đứt nó, dằn nó lại qua một hành động của đức tin. Ba trăm con người này đã khống chế cái nỗi khát nước của mình, cái đòi hỏi của thân thể mình bằng cách là nước lên và liếm từng ngụm từng ngụm. Người ta cho rằng đây là những con người rất là tỉnh táo, thứ nhất trước bản ngã của mình, thứ hai trước sự vây hãm của kẻ thù. Trên con đường theo Chúa, cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính chúng ta. Đừng có nói do Satan quấn ta, đừng có nói vậy, chính chúng ta. Chúng ta còn ham thích đời này quá, chúng ta còn dễ dàng vi phạm tội lỗi, chúng ta thích ngủ, thích ăn ngon mặc đẹp, thích người ta ôm sùng chúng ta thích nổi tiếng, thích danh tiếng của chúng ta được mọi người biết tới, thậm chí chúng ta thích được mọi người chào chúng ta giữa nhà hội. Và thích và những tất cả những thích đó, Đức Chúa Trời đang thử nghiệm chúng ta đó. Đức Chúa Trời cho nhiều điều xảy ra là vì chúng ta phải rời khỏi cái vị trí. Và cuối cùng thì 300 người còn lại, 300 người quá ít oi. Nhưng mà cái cuộc sàng lọc thứ hai từ câu 4 đến câu 8, chúng ta thấy nó rất là oái âm. Nó oái âm thứ nhất là cho ông Gideon. Nếu tôi là ông Gideon có lẽ tôi xuống từ thầm, ít quá Chúa ơi, phải không? Và chúng ta thấy rằng hãy biến mỗi một cái cơ hội mà Chúa đặt để trên cuộc đời chúng ta thành một cái cơ hội lớn hơn. Tại vì chúng ta không biết rằng Đức Chúa Trời đang đánh giá chúng ta mỗi ngày qua những công việc mà chúng ta làm. Và chúng ta sẽ phát hiện ra là cái người lính, cái điều quan trọng trong hai cách mà những người lính uống nước từ dưới suối đó, Kinh Thánh thì không cho chúng ta biết, nên chúng ta không có thể nói cái gì là chắc 100%. Kinh Thánh chỉ nói rằng người nào cúi xuống dùng tay liếm nước như chó thì để ra một bên, và con số người đó là 300. Kinh Thánh chỉ nói vậy thôi. Và chúng ta thấy rằng ông Gideon đã dường như ông đưa quân của mình vào cái tình thế rất là hiểm nguy. Thật sự thì Đức Chúa Trời đã chọn một cái phương pháp sàng lọc đạo binh này vì nó rất là đơn giản, kín đáo. Không có một người lính nào biết là mình đang được thử nghiệm. Tôi dùng cái từ là 9.700 ông kia thì là bị thử nghiệm, còn 300 ông còn lại là được thử nghiệm. Cái bị và cái được đó nó cũng trong một sợi tóc thôi quý vị. Đôi khi chúng ta đang được Đức Chúa Trời thử nghiệm mà nếu chúng ta rớt thì chúng ta bị, còn nếu mà chúng ta đậu thì chúng ta được. Chúng ta thấy cái bị và cái được trong con đường theo Chúa nó nhất quá nhất lại chút rồi. Anh chị em, tất cả đều được, mà vấn đề là ai động lại do chính người đó. Đức Chúa Trời đang thử nghiệm người đó một cách âm thầm mà chính họ không biết. Đó là cái mà tôi sợ nhất trước mặt Chúa. Có thể là Chúa thử nghiệm tôi khi tôi đang đứng ngay chỗ này, Chúa đang thử tôi nữa. Một ngày nào đó em có con quay lưng hết, liệu con còn giảm kiểu này không? Hay là con chịu hết giảm rồi? Chúa thử nghiệm. Giảm cho 2 người, hay giảm cho 200 người, hay 2-3 người, cái giảm kinh hoài, lời Chúa yên nguyên. Chứ không phải
thì tới cái chỗ đó có hai người không 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 đi. Vì vậy cho nên cái sự luyện lặng trong đức tin vô cùng quan trọng. Ngài nói nó còn tin rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Ngài nói nó còn tin rằng mình là người của Đức Chúa Trời. Ngài nói nó còn tin rằng mình là người được kêu gọi là sẽ làm công việc của Đức Chúa Trời. Đó là ngày mà nó vẫn còn neo thật chặt ở trong Chúa và không có một quyền lực thế lực nào của thế lực của tâm thể các em ra khỏi đời. Còn hồi anh em xa rời cái chỗ vị trí mình và chạy theo những cái con người thường nghĩ là số đông này, giàu có này, tiền này. Ngày nào anh em bắt đầu hướng tới chỗ đó, ngày đó anh em đức tin của anh em đã bắt đầu suy sụp rồi. Anh trở thành người yếu đuối. Anh ấy là một người mà có thể Đức Chúa Trời không sử dụng anh trong công việc lớn nữa. Có thể Đức Chúa Trời thương xót để anh trong những cái việc gì đó tầm thường hơn. Kinh Thánh có nói mà, nhiều cái bình ở trong nhà của Đức Chúa Trời có cái bình để chỗ cao trọng, có cái bình để những cái chỗ thấp hơn. Anh muốn vị trí nào do sự huấn luyện của Chúa. Đó là lý do mà chúng ta phải học cái chỗ là ở trong Samuel đoạn 14 câu 6 nói rằng không gì ngăn cản Đức Giê-hô-va dù nhiều người hay ít người để cứu dân sự của Chúa. Chúa không ai ngăn được Chúa là dùng bao nhiêu người đó. Và ngày hôm nay thì vài hội thánh bị mê hoặc bởi con số thống kê. Ví dụ như chúng ta nghe nói cái con số của ông Chuyên Ghi ở Nam Hàn, chúng ta cảm ơn Chúa, ông có cái nhà mà 50,000 chỗ ngồi, bây giờ xuống rồi. Nó nghe ông Rick Warren họ đã xây một bác ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Nó nói, rộng rãi quá, rộng lớn quá, nó chán ngợp. Ta so sánh lại con số của hội thánh nhà, chúng ta thấy một trời một vực, nó ngã lòng. Xin thưa, ta đừng bao giờ so sánh. Tại vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của những tấm lòng, chứ không phải của số đông. Tôi nhắc lại anh em nhớ điều đó. Và chúng ta thấy đông đảo giàu có, nhưng mà những con số không bảo đảm được ơn phước của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ít mà chúng ta bảo đảm được phước của Chúa, 300 người còn lại ít quá ít nữa là khá, nó bảo đảm được đó chính là sự tuyển chọn của Thượng Đế. 300 người không có bằng thần học, 300 người không có khí giới trong tay, 300 người không có gia phả tốt. Ở đây không nói gì về tiểu sử hết, không nói họ là con ông cháu cha hay con mục sư và mục sư gì hết, chỉ nói rằng họ liếm nước như chó, chỉ có như đó thôi. Đó chính là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Tôi mong anh chị em, nhất là người trẻ, lưu ý cho mình kỹ cái chỗ này. Xin lưu ý cho mình cái chỗ này. Đó chính là chương trình của Chúa. Ông Mô-sê đã cam đoan với dân Israel rằng nếu họ vâng lời Đức Giê-hô-va thì chỉ một người lính có thể đuổi 1,000 người, và hai người có thể đuổi trên 20,000 người. Do đâu mà người của Đức Chúa Trời dám tuyên bố những cái số lạ lùng như vậy? Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 30 thì ông Mô-sê nói rằng một người thì đuổi 10,000 người mà hai người thì đuổi trên 20,000 người. Sao vậy? Đây là một cái con số so sánh không cân xứng, nhưng mà ở trong Chúa có những cái con số như vậy, thưa bạn chị em. Và chúng ta cảm ơn Chúa qua cái điều này. Trong câu 14, chúng ta nhìn vào câu 14 trong đoạn Kinh Thánh chúng ta đang đọc. Anh chị em nhìn vào câu 14 của mình. Bạn nói, điều này không gì khác hơn là gương của Gideon, con trai Joab, người Israel, Đức Chúa Trời đã phó Maria và cả trại quân và tay ông ấy. Ở đây đó, chúng ta thấy Chúa đã cho dân Marian biết Gideon là ai. Chúa cho dân thù nghịch của dân Israel biết dân của Chúa là ai. Họ đang quan sát ông Gideon đang làm cái gì. Quân Marian đang quan sát ông Gideon. Ủa, sao bữa trước thấy quân nó đông lắm mà sao giờ càng ngày ít, càng ngày ít. Ủa, sao bây giờ còn có ít lấy vậy? Nhưng mà tự nhiên họ sợ. Vì thế là quân Marian sợ. Thì đáng lẽ ra khi ở đứng bọn căng là nhìn hoa trùng trùng địch địch tụi bây giờ nó đông quá, chắc ngày nãy bắn công mình vô rồi. Nhưng mà càng ngày càng ít mà họ lại sợ. Tôi thấy luôn luôn có sự nghịch lý ở trong Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, sự nghịch lý của Đức Chúa Trời có nghĩa là Satan không sợ khi chúng ta có số đông, mà Satan sợ những người được Đức Chúa Trời sức dầu.
sợ những người được Đức Chúa Trời chọn và Đức Chúa Trời gọi những người đó, đặt để những người đó vào những cái vị trí để chiến thắng, chứ không phải những cái vị trí để đánh nhau, rồi sụp cái trồi cái sụp cái yếu khi mạnh khi lên khi xuống, khi có mặt cầu nguyện khi ở nhà, khi tới khi lui, khi sáng nhật nhóm khi dọn bỏ nhóm. Đức Chúa Trời không chọn họ để đứng ở những cái vị trí sụp sùi như vậy, nhưng mà Đức Chúa Trời chọn để đứng ở cái vị trí luôn luôn sẽ thắng và thắng và thắng. Đó là chương trình về sự trọng lượng của Chúa. Nếu anh chị em xác định được mình là người được Chúa chọn rồi thì chỉ có thắng mà thôi, không có thất bại. Người của Đức Chúa Trời chỉ có thắng mà thôi. Chúng ta trồi sụp do chính mình, không phải do Chúa. Đừng có nói Chúa tại sao cứ để con như vậy. Thưa tại con, tôi luôn luôn được Chúa bày tỏ là tại con. Và chúng ta bằng lòng học với Chúa để chúng ta thấy được chương trình lạ lùng của Chúa. Và 300 người này cũng lạ nữa, ông tướng cũng lạ, ông quân cũng lạ. 300 người này ở lại mà ngơ ngẩn, ủa sao mấy đứa kia về trơn, sao tụi bay bỏ ra về, ủa tụi bay cũng mạnh giống ra mà sao về trơn, không biết lý do. Và 300 người này, cái động lực nào làm cho họ đi đánh 32.000 đứa, giờ còn 300 đứa thì đi đâu, còn đi theo chủ soái của mình. Gideon cũng không nói với Chúa lời nào hết. Ủa Chúa ơi, sao ít những gì Chúa? Chúa tuyển, Chúa chọn kiểu gì nó không nghe chứ, chứ sao mà mấy thằng uống nước liếm như chó đánh đánh đi. Không một lời nào hết. Đức tin có nghĩa là đầu phục. Đức tin có nghĩa là im lặng và đi làm, không cãi trả. Đức tin có nghĩa là không có tại sao thế nào. Đức tin chỉ có là thưa vâng, có con này. Ngày hôm nay chúng ta có một loại đức tin là why? Tại sao chúng cho con tiền? Tại sao chúng cho con nhà? Tại sao chúng cho con xe? Tại sao chúng cho con đủ sống để con hầu việc ngài? Nhiều người muốn hầu việc Chúa lắm. Tại sao chúng cho con cái giờ rảnh rỗi? Bây giờ công ty nó cuốn hết thì giờ con ngốn hết, cửa hàng nó ngốn hết của con rồi, con việc học ngốn hết. Tại sao chúng cho con rảnh? Con muốn hầu việc Chúa lắm mà. Thế là đức tin của chúng ta kìa. Đức tin mà Chúa muốn chúng ta có mình không có why, không có tại sao, không có question, chỉ có thưa vâng, chỉ có yes yes no, thưa Chúa con này con bằng lòng. Ai mà được đức tin như vậy sẽ là người đánh trận, sẽ là người đánh và thắng. Đánh mà không cần vũ khí, đức tin là vũ khí rồi. Đức tin là vũ khí mạnh mẽ nhất rồi, cho nên chúng ta cần có đức tin trong cái thế đại mà ngày hôm nay người ta nhiều cái chữ tại sao với Chúa. Tại sao Chúa không có để như thế này, Chúa mà làm vậy vậy đó hả? Thì bây giờ con phải làm cho tới đâu á? Chúa mà làm vậy ABCD như chịu con, như là cái chuyện con nghĩ đó, thì bây giờ biết con cùng Chúa tới đâu luôn á? Chúa mà cho con một cái tòa biên điên thì chắc có lẽ cả thành phố thì đã tin Chúa hết rồi. Chúa mà dạy thì con sẽ. Đó là đức tin mà Chúa không cần. Đức tin mà Chúa cần ở trong hội thánh thật của Chúa ngày hôm nay, đó là đức tin của sự thuận phục, vâng lời và tâm lòng để Chúa tuyển dụng. Khi anh chị em tin Chúa, nghĩa là tên anh chị em được ghi tên thiên đàng rồi, đúng không? Đúng không? Ủa sao rồi nói mẫn ra học xong bài này thấy hả? Luôn hả? Có tin rằng tin mình được đi thiên đàng không? Có tin rằng nếu giờ Chúa thổi kèn lên tất cả được đi thiên đàng không? Tin không? Vậy học bài hôm nay đi. Bài học này kêu gọi chúng ta hầu việc này. Đức tin mà không có việc làm, đức tin chết. Đức tin là gì? Đức tin là bằng chứng chắc chắn những điều mình không trông thấy, đúng không? Không thấy tin. Rồi bây giờ nếu mà Chúa kêu gọi anh em bỏ hết đi hầu Chúa thôi, rồi đi không? Đó là làm. Bỏ hết đi hầu Chúa, dám không? Đó là làm đó. Tôi không kêu gọi anh em bỏ công việc, nhưng mà tôi muốn đặt một cái thức trên đời sống của mỗi chúng ta, là chúng ta có bằng lòng để Chúa có thể tuyển lựa mình theo cái cách của
của Chúa hay không. Và cái cách của Chúa là cái cách mà ít khi chúng ta hiểu một cách thấu đáo lắm, tại vì Chúa có những cái chương trình rất đặc biệt. Ví dụ như bây giờ tôi có thể mạnh mẽ nhưng con tôi yếu đuối, đó là cũng một cách Chúa rèn luyện thôi. Có thể tôi tốt mặt này nhưng mà tôi xấu mặt kia, cái là tôi mạnh mặt này tôi yếu mặt kia, nó cũng một cái cách để Chúa rèn thử cuộc đời của tôi chứ. Vì vậy cho nên á, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời ban sự chiến thắng cho dân Israel bằng cách là Ngài tái khẳng định điều đó với Gideon bằng cách là Chúa tuyển lựa cái mà trong tay ông có. Chúa lấy lại tất cả những gì mà ông đang có. Cái mà ông đang có là 82 nặng sẵn sàng trung thành. Chúa lấy còn lại 300. Đó là lúc mà ông gần chạm đến sự chiến thắng nhất, lúc ông mỏi mòn nhất, đó là lúc mà ông đang hoàn thành ý nguyện của Chúa nhất. Lúc mà ông cảm thấy càng ngày càng thất vọng, sao Chúa lấy trơn vậy? Thôi đừng lấy nữa, Chúa ơi, quá, tụi nó đông như là sao trên trời những cát biển, Chúa lấy trơn rồi, ít quá Chúa ơi. Càng ngày ông càng tuyệt vọng não nề trước cái sự lấy bớt của Chúa. Và đó chính là lúc ông càng ngày càng gần với sự chiến thắng của Madian hơn. Đó chính là đức tin. Tôi học bài này cho chính tôi rồi, anh chị em. Vì khi tôi cũng bị lột sạch chứ phải không? Và tôi nói rồi, tôi nói những người mà ngã ngựa mà đứng lên kinh nghiệm đó hơn những người chệ trên lưng ngựa từ ngày này qua ngày kia và chưa một lần vấp ngã. Xin Chúa khích lệ chính mình tôi và anh chị em về bài học này. Chắc chắn là khi anh chị em đọc tiếp những cái đoạn sau, anh chị em sẽ thấy một cuộc chiến thắng vô cùng đặc biệt, vô cùng lộng lẫy, huy hoàng trong sự vâng lời Chúa. Ở đây tôi dừng lại chỗ này để chúng ta ngừng lại suy nghĩ về đức tin của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Khi sự thử lượng đến cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao? Thì Chúa đã âm thầm theo dõi từng cách ăn, cách ở, cách nói của chúng ta, cách sinh hoạt của chúng ta với những người xung quanh. Chúa đang nhìn chúng ta ngay khi chúng ta buôn bán, chúng ta làm việc trong văn phòng, chúng ta đi đường, chúng ta bực bội không có một câu nào đó với cái người đi đường bên cạnh, chúng ta với con cái, với vợ, với con, với cha, với mẹ, với anh em mình, với tất cả người trong hội thánh. Chúa đang rèn luyện và đang nhìn, con mắt của Đức Giê-hô-va đang nhìn xem. Chúa đang sàng sảy chúng ta. Những hạt chắc sẽ làm ngại, những hạt lép sẽ rớt xuống dưới, và những cái hạt trấu gió sẽ tự bay đi. Xin Chúa cho chúng ta có những cơ hội bằng vàng để được thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa trong những tháng ngày này. Xin Chúa nhắc nhở mỗi cuộc đời chúng ta để chúng ta trở nên những tinh binh được Chúa sàng lọc và tuyển chọn trong thánh ý của Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn sự lắng nghe.